Thưa quý vị và các bạn, giải thưởng 10 gương mặt thủ đô tiêu biểu do Thành đoàn Hà Nội triển khai nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu dưới 35 tuổi có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ, củng cố và phát triển tổ chức, đoàn, hội đội, đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trải qua 14 năm, đến nay đã có 140 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu được vinh danh. Mỗi gương mặt là một câu chuyện, một sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, thể hiện bản lĩnh và sự sáng tạo không ngừng, tiêu biểu cho thanh niên thủ đô trên các lĩnh vực khác nhau. Tôi là giảng viên của trường thì đã tích cực tham gia vào công tác giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ ngày nay, đồng thời là tham gia vào việc nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin để góp phần vào quá trình chuyển đổi số và xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống số cho nước nhà. Tôi có những cái công trình nghiên cứu về lĩnh vực 5G và 6G đóng góp vào cái quá trình xây dựng cái mạng truyền thông hiện tại là truyền thông 5G hiện nay của Việt Nam. Đồng thời thì cũng có các cái nghiên cứu định hướng về 6G, định hướng cho cái triển khai năm 2030. Khi có đi học thạc sĩ về thì mình cũng chọn địa phương làm cái nơi để mình khởi nghiệp và mình làm với cái nghề truyền thống của địa phương mình. Thì hiện nay thì em cũng có tạo công ăn việc làm cho trên 10 công nhân đã có việc làm ổn định ở tại cái cơ sở sản xuất của mình. Với vai trò là hội trưởng của hội da giày ở địa phương thì mình cũng mong muốn làm sao lan tỏa được cái nghề rộng hơn nữa ngoài cái xã Phú Yên của em ra, thì những cái bà con mà đang làm nông nghiệp ở vùng xung quanh mình cũng có một cái nghề để mình trang trải và mình cải thiện cuộc sống của mình. Em tham gia hiến máu lần đầu vào tháng 9 năm 2014 ở tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Thì lúc đầu chỉ với lý do xuất phát đơn giản là suy nghĩ hiến máu chỉ là mình có những cái phần quà mang về. Từ 2017 bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cái việc công tác hiến máu của mình và cái việc hiến máu của mình suy nghĩ về cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại thì em đã tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu là 125 lần. Với cá nhân tôi thì tôi luôn mong muốn đóng góp được nhiều hơn cho cộng đồng, cho xã hội. Giải thưởng gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu không chỉ tôn vinh, duy trì ngọn lửa ở những người trẻ có thành tích xuất sắc nhất, mà còn thổi bùng lên ngọn lửa ước mơ, ngọn lửa sáng tạo, nhiệt huyết trong hàng triệu trái tim người trẻ khác. Các gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu sau khi được phát hiện tôn vinh đã luôn phát huy tốt được phẩm chất, năng lực và bản lĩnh chính trị, đóng góp vào sự nghiệp phát triển thủ đô và đất nước. Là một người trẻ thì chúng tôi hy vọng là sẽ tham gia vào cái quá trình lao động, học tập mà theo gương Bác Hồ vĩ đại để đóng góp vào cái việc xây dựng nước Việt Nam ngày càng phồn vinh hơn. Biết là ở Hà Nội thì cũng rất nhiều làng nghề, mà các làng nghề truyền thống thì cũng đang bị mai một rất nhiều rồi, bởi vì nó bị ảnh hưởng từ các hàng hóa nhập ngoại các thứ, mình không cạnh tranh được với cả nước ngoài nên bị mai một. Thì với một người trẻ em thì khi mình đã học cái chuyên ngành của mình là cái thương mại điện tử ấy, vì cái thương mại điện tử là xu hướng kinh doanh của thế giới rồi, thì khi học xong về thì mình muốn đưa nó vào để làm sao để cái làng nghề mình phát triển lên mà duy trì được cái nghề truyền thống của địa phương ấy, chứ không bị tránh nó bị mai một đi như các địa phương khác. Tôi cho rằng mỗi bạn trẻ chỉ cần những cái hành động nhỏ của mình cũng đã đóng góp những cái phần làm tốt đẹp cho gia đình, quê hương và đất nước. 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2023 có những xuất phát điểm khác nhau, đến từ những ngành nghề khác nhau, song có chung một trái tim nhiệt huyết và khát khao cống hiến, dành những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất để xây dựng quê hương, đất nước.